Những cây sầu riêng to lớn, cao đến 5-7 mét, những quả sầu riêng đang độ thu hoạch là thứ mà anh Lê Sĩ Hòa liên tục giới thiệu cho phóng viên khi đi trong khu vườn 5 hecta của mình. Khuôn mặt vui mừng thấy rõ là cảm xúc mà chúng tôi nhận thấy được khi anh Hòa được chọn là một trong 100 nông dân Việt Nam xuất sắc nhất năm 2022. Được biết, mô hình trồng sầu riêng của anh Hòa là mô hình hữu cơ đầu tiên tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, được cán bộ huyện và người dân xung quanh đánh giá cao về chất lượng và hiệu quả. Tôi vào đây từ năm 2003, có học chuyên ngành cơ khí. Trong thời gian đi học cơ khí thì, thì nó xong rồi cái công việc của mình cũng không ổn định. Thì mình chọn quay về làm nông nghiệp cùng gia đình để phát triển kinh tế gia đình. Thì trong thời gian làm việc nông nghiệp thì mình thấy mình rất đam mê bây giờ tôi đang canh tác trên 5 hecta và đang thu hoạch nhiều ở diện tích là 2 hecta thu nhập bình quân một năm của tôi là từ 1 tỷ rưỡi đến 2 tỷ rưỡi trừ chi phí đi lợi nhuận đạt từ 1 tỷ 1 tỷ 2 anh hòa cho biết vừa qua vườn sầu riêng của anh đã được chứng nhận việt gáp khi những trái sầu riêng đã lớn anh hòa dùng dây để buộc quả nhằm tránh rơi rụng và gió lớn làm rụng trái non trong thời gian sắp tới anh hòa mong muốn tiếp cận được những nguồn vốn từ hội nông dân ngân hàng chính sách để có những nguồn lực đầu tư áp dụng cơ giới hóa tự động hóa trong sản xuất từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nữa cho gia đình tại địa phương mô hình của ông Hòa thì nói chung là rất là tốt, được đánh giá rất cao và vừa rồi cũng được là việc gáp là chứng nhận cái hàng là chất lượng, là dùng cái phân là vi sinh là hữu cơ hết chứ không có là thuốc bảo vệ thực vật. Bởi vậy là nhờ vậy mà cái đầu ra của của vườn của ông Hòa này rất là ổn định mà được thị trường chấp nhận. À hiện tại tăng Lạc là việc cái mô hình mà trồng cái cây sầu riêng này là rất là tốt và hợp thổ nhưỡng. thì hiện tại 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 xã thì là khoảng trên 15 mô hình như thế này thì đang thì là thời điểm thì chỗ ông hòa thì là lúc đầu là ông bà là khai trương chỗ này là đầu tiên là trồng cây sầu riêng nhưng sau đó bà con thấy là có hiệu quả thì từ đó nhân rộng mô lên và đem lại giá trị kinh tế cho các hộ gia đình à, huyện bố lâm thì là chủ yếu là cho cho chè và cây cà phê là chính nhưng mà mấy năm gần đây thì là cây ăn quả ở cái vùng phía nam này thì là rất thích hợp cho cây cây sầu riêng và những cây ăn quả khác thì à, với mức độ và cây và trái và như thế này thì là việc là đầu tư vào cái trồng cho cây ăn quả là nhất là cây sầu riêng thì là đạt giá trị kinh tế rất là cao mà giúp được cho người nông dân tại địa phương là là người lao động là giải quyết được việc làm cho bà con Hiện nay, anh Hòa đang trồng và chăm sóc 5 hecta sầu riêng xen lẫn với bơ. Theo anh Hòa, việc sen canh này mang lại hiệu quả rất cao bởi mùa sầu riêng và bơ không trùng nhau. Anh Hòa chăm sóc cả hai loại cây như nhau, khi thu hoài kết bơ thì lại đến sầu riêng và ngược lại. Ngoài ra, anh Hòa còn áp dụng chuyển đổi số để tiết kiệm tối đa nhân công, nước và phân bón đặc biệt anh hòa đang áp dụng hệ thống tưới phun xương tự động điều khiển qua điện thoại di động để tiết kiệm nguồn nước cùng với đó anh hòa còn tận dụng tối đa mạng xã hội như facebook zalo để bán hàng